Ôi không, cái nón của mình. Mật ống đây, đậu phộng đây. Ừ, trời ơi, nóng quá đi. Mật ống đây, đậu phộng đây, ai mua không? Sẽ thật tuyệt vời nếu gia đình chúng ta được đi nghỉ mát ở bờ biển giống gia đình của Minchi. Thôi đừng có nằm mơ nữa. Sao con có thể nói như vậy sau khi nhìn thấy ba của con chứ? Ôi trời, nóng bức quá. Uống một ly bia và thư giãn tại nhà là tuyệt vời nhất trong mùa hè này. Anh nói cái gì vậy hả anh? Mình không thể làm tốt được chuyện gì cho dù mình đã cố gắng hết sức của mình rồi. Chị ơi, chị nói cái gì vậy? Chị chỉ nói là gia đình chúng ta không thể nào đi nghỉ mát ở bãi biển được thôi. Đó là lý do gia đình chúng ta về quê vào mùa hè, có đúng không ba? Không phải chúng ta về quê cũng rất vui hay sao? Không vui, vì ở quê có nhiều rạp lắm. Thưa hành khách, chuyến tàu của chúng tôi sẽ dừng tại ga trong 10 phút nữa. Hình như chúng ta chưa ăn sáng có phải không? Vậy hãy đi ăn mì nha. Có soju uống thì ăn mì tuyệt vời biết mấy. Vậy chứ. Mẹ ơi, con muốn đi nhà vệ sinh. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Mình đưa các con đi vệ sinh nha. Để anh ăn xong cái đã. Đừng có làm gì hết và ăn nhanh lên đi nha. Ê, anh có thể làm được gì chứ? Đi thôi. Ông chủ ơi, cho tôi một chai soju. Nè, cha đu, con còn ở đây làm gì vậy? Ba ơi ba, con muốn ăn kem. Được, nhưng con hãy giữ bí mật những gì vừa nghe có được không? Dạ, đó là bí mật. Xem nào, ăn loại nào đây ta? Là cây này. Chú ơi, chờ một chút. Hả? Cái kem đó con đã chọn lấy. Nè, ai lấy được trước sẽ là của người đó. Chỉ còn một cây thôi, chú phải nhường cho con nít chứ. Nằm mơ đi. Ôi, đúng là người xấu xa mà. Ba, chị chắc chắn lên nào. Hãy chờ tôi với. Ôi trời, mấy đứa cháu yêu quý của bà. Đi chơi với thời tiết nóng vậy chắc khó chịu lắm. Nhưng mà chồng của con bị làm sao vậy? Nó bệnh hả? Ôi trời ơi, tất cả cũng do tô mì đó mà ra. Mình nên làm tô mì cho nó ăn khi tỉnh dậy. Mấy đứa hãy nhanh lên nào, nếu không là chị sẽ đi trước đó nha. Ôi trời, Mì đội cái nón nhìn dễ thương quá trời. Đội cái nón đó nhìn kỳ cục thì có. Mẹ ơi, mẹ cũng biết da của con dễ bị tổn thương thế nào mà đúng không? Đúng rồi. Nè, mấy bạn đang làm gì vậy hả? Tụi mình đang xem bộ cánh cứng đá nhau. Bộ cánh cứng đá nhau có vui không? Dĩ nhiên rồi, thật sự rất vui luôn. Bạn hãy lại gần đây xem đi. Nè. Đúng rồi đó. Hãy đẩy nó mạnh lên nào, cố gắng lên đi. Sao trò này vui chứ? Thiệt là vui quá đi. Mà ở đây còn có gì vui hơn nữa không? Ủa mà mấy bạn là ai vậy? Mình xin lỗi nha. Bà của mình đang sống ở gần đây. Nhà bà của mình ở đằng kia kìa. Là nhà có cái cây hồng đó. À, vậy bạn đến từ Seoul hả? Mình hay về đây vào những kỳ nghỉ. Cười cái gì vậy? Bộ mặt của mình nhìn mắc cười lắm hay sao chú? Không. Vậy thì tại sao? Tụi mình sẽ không biết nếu bạn không nói bạn đến từ Seoul. Vì cách bạn nói chuyện và nhìn bạn rất dễ thương. Chị ơi, sao mặt của chị lại đỏ vậy? Mà mặt chị đỏ hồi nào chứ? Mau nói mình biết ở đây có gì vui đi.
À, được thôi, vậy hãy đi theo mạnh. Nè, cù lét, cù lét, cù lét, cù lét, cù lét. Đưa mình đi, mình muốn làm. Cầm lấy. Cù lét, cù lét, cù lét. Nè em có muốn chị bắt cá cho em không hả? Chị cũng biết bắt cá hay sao? Chị thấy ở trong sách nói là loài cá hay thích ở bên dưới mấy tảng đá lớn lắm đó. Nếu nhấc đá lên và làm thế này. Sao quần áo của các con dơ quá vậy? Mẹ đã dặn là phải giữ gìn quần áo sạch sẽ rồi mà. Mẹ ơi, rồi chúng cũng được giặt sạch thôi. Con mau đi giặt chúng cho mẹ. Dạ con xin lỗi. Ai đó, sao mà ồn quá vậy? Hả? Sao chú lại ở đây chứ? Sao con lại nói chuyện với cậu cái kiểu đó hả cha đu? Hả? Cái gì chứ? Con là cha đu sao hả? Sao có thể như vậy được? Tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Rock and roll, rock and roll, rock and roll, baby. Mẹ, nhỏ nhỏ chút được không? Còn ồn vậy làm phiền mọi người có biết không? Chán thiệt chứ, mẹ không hiểu gì về rock hết đó. Wow, vàng máy nghe nhạc kìa, hình như mình biết cách mở nó đó. Mình nghĩ nó giống như là vàng máy ở nhà của Minchi. Wow! Oh yeah, yeah, yeah! Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá! Ai vậy hả? Ai đã mở vàng máy vậy hả? Trời cha đu! Cái gì vậy hả? Cái chuyện gì đã xảy ra vậy? Tụi con thật sự xin lỗi cậu. Các con đã làm cái gì vậy hả? Bọn nhóc đã phá nát vàng máy nghe nhạc của em rồi đó. Em không nên là các cháu của mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, trong khi các cháu đã phải lặn lội từ Seoul xuống đây để thăm em. Cái gì chứ? Tại sao con lại dám lớn tiếng với chị của mình như vậy chứ? Bà ơi, cậu la và đánh tụi con đau lắm. Được rồi, vậy để bà chỉ tội cậu nghe. Con có muốn mẹ đánh một trận hay không hả? À, trời ơi, tất cả cũng vì bọn nhóc đây. Quá, trò này vui thiệt đó. Bây giờ là đến lượt của mình. Cha đu ơi, bạn hãy thử làm đi. Mình thử hả? Mình sẽ làm được. Ôi trời ơi, thiệt là may quá. Hình như đó là giọng của cha đu. Shadow hãy mau cầm lấy nó. Trời ơi, tại sao các bạn lại nhảy xuống đây? Sợi dây kìa, mau bám vào nó đi. Hãy cố gắng giữ cho chặt nha. Cậu ấy tới đây bằng cách nào chứ? Cha đu à! Cậu ơi! Cha đu, hãy cùng nhau nắm và giữ thật chặt nha! Mau nắm lấy! Bây giờ cậu sẽ kéo lên giữ chặt đó! Trời ơi, cây đàn của ta hư rồi! Giữ
giữ chặt nha, cậu kéo lên đây. Nó rất là mất tiền. Con muốn ngồi lên da của cậu không? Được không cậu? Cậu ơi, sao cậu để tóc dài giống như con gái vậy? Một tay rocker bắt buộc phải để tóc dài như vậy. Rocker là gì vậy cậu? Rocker có nghĩa là... Mà tại sao con lại hành động y như mấy đứa con trai vậy? Sau này đừng có vào rừng một mình nữa nha. Nhưng mà con thích ở trong rừng núi lắm. Nhưng tại sao con không nghe lời của cậu hả? Cậu đã nói thì con phải nghe lời. Con không muốn về, con không chịu đâu. Con nhất định không về đâu. Con bị sao vậy? Mẹ sẽ không nói nhiều lời với con nữa đâu. Nè, chơi cha đu, con nhất định phải về. Cậu ơi cậu, con ở đây lâu hơn vậy đi chơi với cậu có được không? Ê, con không thấy con đã làm gì với cây đàn của cậu hay sao hả? À, con đã hiểu rồi. Tới giờ mà cậu vẫn còn buồn con chuyện đó sao? Ta-da! Sao hai cậu? Cậu thấy vui hơn chưa? Trời cha đu, con mau trở về Seoul ngay đi. Nhanh lên nào. Mẹ mình làm bánh gạo cay và đang chờ chúng ta về nhà ăn đó. Minji à, bạn chuẩn bị đi chưa? Bạn là ai vậy? À, đó là Nuri Chadu à. Mình quen bạn ấy ở lớp học piano đó. Mình thật xin lỗi, bây giờ mình phải đến lớp học piano rồi. Phải đành chịu thôi, mình sẽ đi cùng với bạn tới lớp. À, không cần đâu, tụi mình sẽ đi bằng xe đạp với nhau. Hãy mau đi thôi Minji ơi, coi chừng tụi mình trễ giờ. Mình biết rồi. Nè, Chadu à, mình xin lỗi bạn. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Vậy còn bánh gạo cay thì sao? Sau khi học xong mình sẽ cố gắng đến đó. Bạn ấy bị làm sao vậy? Tam giác tình bạn. Bây giờ đáng lẽ phải học xong rồi chứ. Alo, xin chào Minji hả? Chadu à, mình không tới được, bà đừng chờ mình nữa. Mình vẫn còn ở lớp học. Nuri sắp tham dự một cuộc thi nên bạn ấy cần mình giúp luyện tập. Minji ơi, cô giáo kêu bạn nói chuyện điện thoại nhanh lên kìa. Được rồi, mình vào liền. Xin lỗi Chadu, ngày mai tụi mình gặp lại. Minji à, Minji à, Minji à, sao bạn lại cúp máy vậy chứ? Minji à. Chị bị sao vậy? Chị Minji ngắt máy rồi mà, cảnh quá ha. Cuộc thi piano sao? Vậy thì sao chứ? Ai mà thèm quan tâm tới mấy cái lớp piano chán ngắt đó. Coi đây, mình biết thổi sáo hay lắm nè. Đặc biệt là còn có thể vừa nhảy vừa thổi sáo nữa đó. Ê, bà muốn con càng lớn càng nữ tính hơn, nhưng kiểu này chắc là không ổn rồi. Hôm nay bạn lại tới lớp piano nữa hả? Tại sao lại đi nữa vậy? Hôm qua bạn đã đi học rồi mà. Vì Nudy mời mình tham gia cuộc thi piano cùng với bạn ấy, cho nên mình muốn cùng tập đàn với bạn ấy thôi mà. Vậy thì mình cũng đi luôn. Mình cũng đã suy nghĩ về việc học piano từ lâu rồi. Mình muốn xem thử coi mình có thích và thích hợp với nó hay không á. Có thật không vậy? Mình nghe bạn nói mẹ bạn không cho nên không dám rủ bạn học chung. Nếu vậy thì hay quá. Mẹ ơi, con muốn được đi học piano. Mẹ không có dư tiền để cho con đi học mấy cái thứ đó đâu. Tên của em là Cho Cha Du hả? Em đã từng chơi piano bao giờ chưa? Em hãy đánh nốt đô cho cô nghe nào. Dạ được. Ôi
Ôi trời, có vẻ như em chưa từng chơi piano bao giờ. Nè Nuria, bây giờ cô sẽ vào trong lấy sách. Em ở đây giúp đỡ cho bạn ấy giùm cô nha. Ơ, à đúng rồi đó, Nuria, bạn chơi piano rất là hay. Vì vậy bạn có thể giúp cho bạn ấy. Ờ, vậy cũng được. Bạn đặt tay lên đàn đi, mình sẽ dạy bạn từ nốt cơ bản. À, thôi khỏi đi, mình đã từng chơi phong cầm rồi, cho nên mình đã biết những nốt cơ bản. Phải cẩn thận chứ, cái nắp đàn coi vậy mà nặng lắm. Nè Nuri, bạn cố tình làm như vậy có đúng không? Mình đã nhìn thấy hết rồi. Sao bạn lại nói như vậy chứ? Nè Chadu à, chuyện này thường xảy ra với những người mới học đàn mà. Chính bạn đã kéo nó xuống, mình thấy mà. Sao các em không luyện tập gì hết vậy? Mau về chỗ của mình đi. Dạ thưa cô. Minji à, mình sẽ chơi một bài thật khó, bạn nghe xem có được không nha. Bạn chơi bài này hay quá à. Thiệt đúng là mắc cười mà. Chơi như vậy mà bạn cũng dám đi thi sao? Ai thèm nghe bạn đàn chứ. Bạn vừa mới nói cái gì đó? Đương nhiên là không ai thèm nghe bạn đàn rồi. Chơi như bạn thì chẳng ai quan tâm hết á. Ngay tới tên bạn người ta cũng không để ý đâu. Cái gì? Bạn nói lại một lần nữa coi. Đủ rồi Chadu à, đừng có nói nữa. À, cho mình xin lỗi nha Nuri à, đừng có giận Chadu. Có được không? Bạn ấy thật đúng là thô lỗ. Hay, nhưng vì nể Minji nên mình sẽ bỏ qua chuyện này có được chứ? Nuria, mình về méo miệng cho mà coi. Bạn về thiệt sao? Vậy tạm biệt nha. Còn nói về mét mẹ nữa mới ghê chứ. Mình chỉ dở có một chút thôi mà làm vũ vợ, có đúng không Minji à? Chadu à, mình không thích bạn chống đối với Nuri đâu. Như vậy không tốt chút nào. Chống đối bạn ấy hả? Mình đâu có làm vậy đâu. Ai biểu tại bạn ấy cứ khoe khoang về chuyện chơi piano để làm gì chứ? Nuri không có khoe khoang chút nào. Bạn ấy chỉ cố luyện tập, nên bạn đừng có hiểu lầm. Mình nghĩ trong chuyện này bạn thật sự đã sai rồi đó. Mình là người bạn thân nhất của Minji, nhưng mà Minji lại bảo vệ Nuri. Bạn ấy không hề quan tâm cảm xúc của mình một chút nào hết. Không hề quan tâm. Bạn ấy tên là Minji hả? Sao bạn ấy đi chơi với bạn ấy quá vậy? Tại vì á, Trang My vì bận rộn nên không thể đến lớp học piano trong thời gian này. Mình đi một mình buồn. À, mình nhớ rồi, Trang My đã nghỉ học trong một thời gian dài đúng không? Đúng rồi, bạn nhắc mình mới nhớ. Thật sự Trang My và gia đình bạn ấy mặc đồ quê mùa mắc cỡ muốn chết. Hơn nữa khu nhà bạn ấy toàn là nhà nghèo mà. Mình thấy hình như là Minji còn chơi thân với một người bạn gái học chung lớp nữa. Nhìn thấy mắc cười lắm. Là chơi Chadu. Bạn ấy sẽ sớm bỏ cuộc thôi à. Chỉ cần mình để cho Chadu ăn hiếp mình một chút thì Minji sẽ nghỉ chơi bạn ấy luôn cho mà coi. Vậy bạn không muốn làm bạn với Trang Mi nữa, ngay cả khi bạn ấy quay về sao? Có lẽ vậy. Minji có lợi hơn vì quá ngây thơ. Mình rất muốn biết bạn ấy tội nghiệp như thế nào nếu bị mình bỏ rơi. Cái gì vậy? Bạn thiệt là quá đáng lắm. Chơi Chadu. Mình biết là có chuyện đáng ngờ rồi mà. Mình sẽ dẫn bạn tới gặp Minji. Đến gặp thì sao? Đến để vạch trần mình hả? Bạn nghĩ bạn có thể đánh bại được mình hả? Ha, à, bây giờ đã lộ bộ mặt thật ra rồi ha. Bạn có thể thử nó như muốn. La 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 la. Đứng lại mau. Nè Nuri, đứng lại mau. Minji à, Minji. Chadu à, có chuyện gì vậy? Xin chào.
nhìn bạn có vẻ như không ổn cho lắm. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Minchi à, bạn, à không, chúng ta đang bị lừa đó. Trên đường đi siêu thị về, mình nghe được cuộc nói chuyện giữa Nuri với bạn của bạn ấy. Bạn nói cái gì vậy Chadu? Tụi mình đã cùng nhau làm bài tập về nhà á. Chính miệng của Nuri nói bạn ấy chơi với bạn với mục đích là chỉ để lợi dụng bạn mà thôi à. Và còn nữa, bạn ấy thậm chí còn phản bội người bạn thân nhất của bạn ấy là Chanmi nữa. Minchi à, mình xin lỗi. Mình thật sự cũng muốn kết bạn với bạn của bạn. Nhưng không ngờ là Chadu lại ghét mình đến như vậy. Lúc nào cũng nói xấu. Bạn nói gì chứ? Vì vậy mình nghĩ không nên chơi với bạn nữa Minchi à. Thôi mình đi đây, tạm biệt. Vậy là bạn chịu nhận rồi đúng không? Vậy thì tạm biệt nha. Và bạn hãy nhớ xem lại mình đi. Chờ đã. Chadu à, bạn đã làm mình rất là thất vọng đó. Thật ra Nuri rất muốn làm bạn với hai đứa mình, nhưng mà bạn lại luôn luôn nói nặng lời với bạn ấy như vậy. Vậy nghĩa là sao chứ? Mình chỉ lặp lại những gì bạn ấy nói thôi mà. Mình đã nghe thấy Nuri nói chuyện với bạn của bạn ấy. Nếu thật sự bạn cũng có một người bạn thân khác thì mình sẽ không hành động giống như bạn đâu. Mình ít nhất sẽ cố gắng trở nên thân thiết hơn với người đó. Có thật như vậy không? Được rồi, mình sẽ thử kết bạn với những người bạn mới. Tới lúc đó để thử coi bạn sẽ đối tốt với họ như thế nào nha. Cái gì chứ? Thôi chúc bạn làm bài vui vẻ. Mình chắc chắn là Nuri sẽ coi bài của bạn Minchi à. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành một cuộc đua nhưng chạy bằng ba chân. Hãy chọn cặp rồi cột chân lại với nhau đi. Tại sao hai em còn đứng đó vậy? Cột chân lại với nhau mau lên. Nhưng cô ơi, lần này em muốn cùng chơi với bạn khác có được không vậy cô? Cái gì? Em muốn bắt cặp với bạn khác sao? Vậy còn Chadu thì sao? Dạ, em cũng muốn được bắt cặp với một bạn khác. Trời ơi, họ nghỉ chơi với nhau rồi sao? Có chuyện gì vậy? Chắc là vì cô bạn mới tên Nuri rồi. À, Chadu à, bạn cũng phải đi cùng lúc chứ. Đếm 1, 2 rồi đi đi. Mình xin lỗi, mình với Minchi hay bước đi ở nhịp 1 nên mình quen chân rồi. Được rồi các em, hãy coi đây là một cuộc đua thật sự nha. Cố lên nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bạn có sao không? Sút bóng nè. Khi nhìn thấy bạn đi chơi với người bạn khác đã làm cho mình thấy rất là ghen tị. Mình cũng xin lỗi Chadu à. Mình đã không nghĩ đến cảm giác của bạn và còn đổ lỗi cho bạn nữa. Nhưng mà khi không có bạn ở bên cạnh thì mình cảm thấy rất là cô đơn. Mình rất vui vì có thể nói ra được điều này. Chadu à. Bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Mình cứ nghĩ bạn ấy có thể là bạn của mình. Quên nữa Nuri,
Nghe nói bạn chơi thân với Miên Chi khi mình nghỉ học, có đúng không? Là vậy, vì bạn ấy cứ năn nỉ mình chơi với bạn ấy hoài. Nhưng tính bạn ấy kỳ lắm, nên mình không có thích làm bạn với bạn ấy nữa. Chandu à, chơi đá banh với mình không? Đá banh cũng hay đó. Nhà của tôi hả? Nói mau, ông là ai? Hả? Là ba. Chandu à. Tại ba hù con chứ bộ. Nhưng sao ba về nhà mà lén la lén lút như ăn trộm vậy ba? Ba sợ đánh thức con mà. Anh đúng là một người cha chu đáo mà. Chandu cứu ba! Món quà của ba! Mấy đứa lấy cho ba ly nước. Hình như là ba thức rồi kìa. Có ai ngoài đó không? Lấy cho ba miếng nước đi. Ba khát nước quá à. Lấy nước cho ba đi. Dạ con lấy liền. Chị Mimi, em sẽ đi với chị. Các con của ba ngoan quá à. Cũng chỉ có mấy đứa là quan tâm tới ba thôi à. Ba ơi, mặt của ba bị sao vậy ba? Cái này hả? Chuyện là vậy. Tối hôm qua sau khi ba xong việc, ba đang trên đường trở về. Bọn trẻ thích cái này lắm đây. Khoảng thời gian dành cho gia đình luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Trời lạnh rồi phải mau về mới được. Lúc đó ba mới nhìn thấy một sinh vật rất lớn đang lục thùng rác của siêu thị. Ăn xong rồi đi đi. Đừng vào thị trấn nữa vì nơi này không an toàn. Nếu để người khác nhìn thấy tụi bà sẽ gặp chuyện đó. Ba ơi, ba đúng là quá tuyệt vời. Ba là tốt nhất. Ba xin lỗi mấy đứa nha. Chắc mấy đứa mong được ăn gà lắm có đúng không? Dạ không sao đâu ba. Mẹ ơi, mẹ cứ định như vậy mà bỏ qua luôn sao? Ba biến mẹ thành gấu mẹ luôn rồi kìa. Kệ ba của con đi, với lại hai đứa nhỏ cũng rất thích mà. Rồi tất cả cũng sẽ qua thôi. Con không nhớ gì hết hay sao? Lúc bằng tuổi Mimi á, con cũng tin những điều mà ba con nói. Hả con hả mẹ? Làm gì có chuyện đó chứ. Lúc đó con thật sự đã tin ba của con chính là siêu nhân, có thể làm được tất cả mọi chuyện, có thể tạo nên tivi và tạo vũ trụ. Ba ơi, con
người chiến thắng là mặt nạ hổ. Mặt nạ hổ giỏi quá đi. Sao vậy, các con thích mặt nạ hổ hả? Thích lắm ơi. Mặt nạ hổ là người mạnh nhất luôn đó ba. Ê, con nói phải, anh ta đã giỏi hơn rất nhiều. Ba ơi, ba cũng biết mặt nạ hổ hả ba? Tất nhiên rồi, không giấu gì con, ba là người dạy anh ta tất cả những kỹ thuật đó đó nha. Ông xã ơi, nếu ba nói ba là người đã trao chiếc mặt nạ hổ đó cho anh ta thì các con có tin không vậy? Ba ơi, ngày mai là chủ nhật, ba có kế hoạch gì không ba? Không có. Con muốn hẹn hò với ba hả? Dạ, ngày mai con muốn cả nhà mình cùng đi tới một nơi. Da da. Wow, cái này chắc là mắc lắm nè. Ở đâu mà em có nhiều quá vậy Mi Mi? À, Barbie là một fan cứng của mặt nạ hổ đó. Thằng bé để dành tiền để mua nó. Dạ phải, để dành từng đồng luôn. Với lại ba của chúng ta có quen biết với mặt nạ hổ, cho nên chúng ta có thể xin chữ ký và chụp hình với chú ấy. Ba đâu rồi? Tại sao mình lại nói lung tung như vậy chứ? Mấy đứa à, hôm nay ba bệnh rồi, các con có thể tự đi đến đó được không? Nhưng phải có ba tụi con mới có thể xin chữ ký và chụp hình với chú ấy được chứ ba. Con đã hứa là sẽ cho bạn bè coi hình rồi, con không muốn trở thành kẻ nói dối đâu. Anh còn không mau ngồi dậy thay đồ đi, nếu đã gây ra chuyện thì phải tự giải quyết hậu quả chứ. Thật ra Barbie à? Ba ơi, sao chú ấy không nhìn chúng ta vậy? Ba từng nói ba là người đã dạy những kỹ thuật cho chú ấy mà. Chuyện đó thì ba ơi, tất cả là nói dối đúng không? Ôi trời ơi, mấy cái đứa này, chú ấy không được phép nói chuyện với bất kỳ ai trước trận đấu đâu. Người ta cần phải tập trung tinh thần mà, có đúng vậy không hả ba? Đúng vậy. Cũng phải ha. Vậy sao trận đấu chúng ta có thể chụp hình chung với chú ấy phải không ba? Tất nhiên à, để ba đi hỏi cậu ấy nha. Giờ con chỉ quan tâm chừng nào chúng ta mới được vô bên trong đây. Mẹ chờ con một chút nha, con phải vô nhà vệ sinh một lát. Cái con bé này đáng lẽ ra hồi nãy phải đưa ở nhà mới đúng. Nhanh nhanh một chút nha. Cố lên chủ mặt nạ hổ ơi. Ba ơi ba, ba vui lên đi. Phải hả? Michael Tornado. Xin chào sư phụ. Ý tôi là tiền bối à, sao anh lại ở đây vậy? Tôi chỉ dẫn mấy đứa nhỏ đi. Gặp được anh tôi mừng quá. Cảm ơn những kỹ thuật mà anh đã dạy tôi, giờ vậy tôi mới trở thành nhà vô địch. Thật tuyệt vời.
Cuộc chuyện này là sao vậy con? Mẹ không biết được đâu. Ủa? Chú mặt nạ hổ ơi, chờ con với. Nè cô bé, con không thể theo anh ấy vào trong đâu. Nhưng mà chú ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Chú mặt nạ hổ ơi, cầu xin chú hãy giúp ba của con có được không? Hả? Tuyệt vời, ba là tuyệt nhất. Lần này con đã cứu ba con rồi đó. Mẹ hy vọng ông ấy sẽ không phạm sai lầm một lần nữa. Con nghĩ là sẽ không đâu. Mẹ ơi mẹ, chị ơi chị, ba nói với con ba là bạn của tổng thống. Ông xã ơi, anh có thôi đi hay không? Trời ơi. Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? À, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm ba nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm, chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba, chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nhìn nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sau khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm việc cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm rồi qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Huy không? Anh Huy hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Huy thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng hồi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh. Nhưng mà hơn vậy thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Ơ? Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không? Có nên mời Shadow không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà.
còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta. Nằm mơ cũng không, chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này, vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi, ơn thôi à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ, nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau, cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Đúng rồi, anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Đẹp, đẹp, đẹp. Quà của bạn đây. Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi, hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất, chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương, nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ. Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang! Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh thôi. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Cha Cha Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là anh Huy hả? Nhưng anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô? Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em nè. Sao lại như vậy? Hê, chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Chúng ta sao? Chào bạn ơi. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì Shadow gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy đến làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình mà. Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích.
tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thế sao hả? Bạn có quá trời đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa, cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à, sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho trên đầu. Mình ghét chị cho ơi, mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương, mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó anh Huy sinh ra đời, hãy hát vang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt, nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đu, mình ghét bạn nhất trên đời này. Hello, cái thời gian, chỉ là cái năm năm, cái thời gian trong đó, chúng ta. 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다